Việt quay nhà anh nhé. Em có sang Trung Quốc ăn cũng chưa chắc ngon bằng nhà anh đâu. Anh đi khắp các nơi từ Bắc Kinh, Thượng Hải tới Quảng Châu mới cho ra được con vịt quay ngon, ngọt và không bị ngấy như thế này. Tại anh bán là 270 cành, nửa con 135 cành, giá yêu thương. Anh chị em thèm ăn vịt quay nhớ qua nhà anh ủng hộ anh nhá. Vịt rất là mềm, đậm đà, thơm. Thề cho ông anh chủ quán này nổ ác vãi cả đái luôn. Nhưng mà thật sự là ông ấy có khả năng nha mọi người ơi. Mình chưa đi Trung Quốc bao giờ cho nên là không biết vịt này nó có giống hệt cái bên Trung Quốc Quảng Châu không. Nhưng mà so với cả cái loại hàng tuyển trên Lạng Sơn mà thỉnh thoảng được đem biếu mang về ấy, thì nó cũng phải 1 9 1 10 đấy. Tôi nói đùa đâu. Đây kiểu nó không chú trọng vào phần quá giòn da đâu nhá. Mọi người muốn ăn giòn da thì phải ăn tại quán cơ. Hoặc là nếu mà mua mang về ấy, thì dùng thêm nồi chiên không dầu quay khoảng 5 đến 7 phút mà bỏ qua cả vấn đề đấy đi, thì đây là con vịt quay mà kiểu juicy, kiểu mềm và nó đẫm vị nhất mà mình từng ăn luôn ấy. Kiểu không cần phải chấm luôn á. Đặc biệt là nó rất là thơm ý. Vịt này thì người ta dùng cái loại cũng không phải là quá to cho nên là không nhiều mỡ đâu. Mình ăn không cảm giác bị ngấy. Với cái mức giá là 270.000 một con, khoảng 1,7-1,8 cân thành phẩm ý, thì mình thấy thật sự là xứng đáng. Ngoài vịt quay cực kỳ ngon và chất lượng ra thì ở đây người ta còn bán thêm cả những cái món liên quan đến vịt quay như kiểu là phở vịt quay, phở trộn vịt quay, lẫy vịt Sapo hay là cả nộm vịt nữa. Tất cả các món đều từ mức ổn trở lên nhá. Không có món nào bị dở đâu. Mình đã ăn tương đối khá là nhiều các quán vịt quay ở Hà Nội rồi. Nhưng mà thấy vẫn chưa đâu qua được đây. Cùng lắm là nó chỉ ngang ngang thôi. Và đây là vịt quay Lưỡng Quả. Hiện giờ có tận 5 chi nhánh. Anh em mà thèm vịt thì có thể tham khảo thử xem sao nhá. Chi nhánh mà mình ăn hôm nay là ở Ocean Park nha.